Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay mùng 3 tháng 8 đã diễn ra hai trận bán kết của môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020. Đó là cuộc đọ sức giữa Mexico với Brazil và Tây Ban Nha với Nhật Bản. Người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đã được chứng kiến hai trận đấu chặt chẽ nhưng cũng không kém phần hấp dẫn và kịch tính. Ở trận bán kết 1, Mexico dù bị đánh giá yếu hơn nhưng lại thi đấu rất tốt trước nhà đương kim vô địch Brazil. Lối đá phòng ngự phản công khoa học của Mexico khiến Brazil bế tắc trong việc ghi bàn trong suốt 120 phút thi đấu. Sau khi hòa nhau 0-0 sau 120 phút thi đấu, Brazil và Mexico phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Trên loạt đấu súng may rủi, thủ thành Ochoa là niềm hy vọng của Mexico, nhưng thủ thành này đã không thể tỏa sáng như kỳ vọng. Bên kia chiến tuyến, người gác đền của Brazil đã chơi rất xuất sắc, đẩy được những cú sút luân lưu của các cầu thủ Mexico để giúp nhà đương kim vô địch giành chiến thắng trên loạt đấu súng với tỷ số 4-1 để tiến vào chơi trận chung kết. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Brazil lọt vào tới trận chung kết môn bóng nam Olympic Tokyo. Trong trận bán kết thứ hai, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn nhưng Bò Tót đã gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi khoa học và kỷ luật của Nhật Bản. Không những vậy, Nhật Bản còn có những pha phản công sắc bén khiến Tây Ban Nha nhiều fan hú vía. Cũng giống như trận bán kết 1, ở trận đấu giữa Nhật Bản với Tây Ban Nha cũng phải bước vào phụ để phân định thắng thua. Trong suốt hiệp phụ thứ nhất, Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội nhưng lại gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Ở hiệp phụ thứ hai, Nhật Bản chủ động chơi phòng ngự để đưa trận đấu về loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, kế hoạch của Nhật Bản đã bị phá vỡ bởi khoảnh khắc lóe sáng của Asensio ở phút thứ 115 của trận đấu. Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid ghi siêu phẩm giúp Tây Ban Nha có bàn mở tỷ số. Ở thời gian còn lại của trận đấu, Nhật Bản nỗ lực dâng cao hình để tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công. Chung cuộc, Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 trước Nhật Bản để vào trận chung kết Olympic Tokyo 2020 gặp Brazil. Theo lịch thì trận chung kết giữa Tây Ban Nha với Brazil diễn ra vào lúc 18:30 ngày 7 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Trước đó vào lúc 18 giờ là trận tranh huy chương đồng giữa Nhật Bản với Mexico. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về trận chung kết giữa Tây Ban Nha với Brazil? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá và bảng xếp hạng bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.